Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Thế nào là rửa tiền? Rửa tiền có tên gọi tiếng Anh là money laundering, là hành vi của cá nhân hoặc tổ chức với mục đích tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác thông qua những hành vi phạm tội hoặc tham nhũng. Rửa tiền giúp hành vi phạm tội hoặc tham nhũng trở thành các tài sản vô cùng hợp pháp. Rửa tiền là một trong những hành vi phạm tội xuất hiện ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tiền có được thông qua trong quá trình rửa tiền thường được gọi là tiền bẩn. Đối tượng tham gia rửa tiền là ai? Những người tham gia rửa tiền thường có nhu cầu chung là che giấu nguồn gốc của khoản tiền thu được từ những hoạt động bất hợp pháp mà khiến các cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ. Nói tới đối tượng tham gia rửa tiền, chúng ta có thể xếp những người rửa tiền ra thành 3 nhóm bao gồm: nhóm những người buôn lậu như buôn bán vũ khí, ma túy, lao động bất hợp pháp, những người tham nhũng, những người muốn tránh thuế, nói gọn lại là những người muốn giữ kín thông tin thu nhập thật sự của họ. Ngoài ra, tiền bẩn cũng có thể được tạo ra từ các doanh nghiệp hay công ty làm ăn công khai. Ví dụ khi họ chuyển tiền từ nước này sang nước khác nhằm trốn thuế. Có hai cách để họ thực hiện điều này. Thứ nhất, khai báo sai lệch giá trị thật của dịch vụ. Thứ hai, khai báo một dịch vụ hoàn toàn không có thật. Trong tất cả các nguồn tiền cần rửa thì có lẽ nguồn kinh doanh là thứ phản ánh phổ cập nhất, bao phủ toàn cầu. Một biểu hiện rõ nét nhất cho khoản tiền bẩn từ nguồn kinh doanh là việc khai gian giá chuyển giao nhằm tránh thuế của các công ty xuyên quốc gia. Thực tế thì ba nhóm tham gia rửa tiền này không hoàn toàn biệt lập mà ngược lại, chúng có nhiều điểm tương đồng, giống nhau và có thể hỗ trợ giúp sức cho nhau trong quá trình rửa tiền. Một ví dụ sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Ví dụ tội phạm và các doanh nghiệp thường đút lót các quan chức tham ô nhằm tạo điều kiện cho các dịch vụ rửa tiền của chúng. Ngược lại, các quan chức tham ô, tham nhũng cũng cần có người rửa tiền hối lộ. Những người này có thể là công ty ma hoặc các tội phạm chuyên nghiệp. Công nghiệp rửa tiền là gì? Công nghiệp rửa tiền là một trong những trợ lý đắc lực của những cá thể có tiền bẩn. Đội ngũ nằm trong ngành này chủ yếu là những người rửa tiền chuyên nghiệp với nhiều sự bảo lãnh của các luật sư cao giá, người giao dịch chứng khoán, cố vấn thuế vụ, mua bán bất động sản. Tính từ thập kỷ 1990, công nghiệp rửa tiền đã có nhiều thay đổi cả về thể chế và chính sách tài chính cũng như các tiến bộ về công nghệ. Từ sự tiến bộ mở cửa kinh tế từ 10-15 năm đổ lại đây, hầu hết các quốc gia đã tăng vọt kinh tế nhờ tiến bộ mở cửa. Điều này cũng là một trong những thuận lợi cho hoạt động rửa tiền. Càng ngày càng nhiều loại hình tài chính xuất hiện, tạo nhiều cơ hội và cách thức để chuyển tiền bất hợp pháp. Các nước, các công ty thực hiện phát hành chứng khoán, các ngân hàng và các loại định chế tài chính trung gian đang ngày càng cạnh tranh một cách kịch liệt. Điều này đem lại sự thích thú cho những người rửa tiền vì họ nắm bắt được rằng không sớm thì muộn cũng xuất hiện những công ty chứng khoán hay ngân hàng không ngại nhận tiền từ họ mà không cần biết nguồn gốc tiền đó có từ đâu. Do tác động của cuộc cách mạng thông tin, những thành quả của cuộc cách mạng thông tin đã bị những người rửa tiền lợi dụng một cách triệt để nhất. Hầu hết các hoạt động kiểm soát ngoại hối, đặc biệt việc đổi nội tệ và ngoại tệ, được thực hiện một cách tự do. Đây là điều kiện tuyệt vời để chuyển một lượng tiền khổng lồ, cả tiền sạch lẫn tiền bẩn, từ nước này sang nước khác trong tích tắc mà không nằm trong vòng kiểm soát của cơ quan công lực. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.